Hello, xin chào các chị. Gần đây thì thời gian gần đây thì các chị thấy là có rất là nhiều chị em đang đồn nhau về một trong những cái phương pháp biến hình gương mặt thành gương mặt V-Line và xóa nhăn toàn bộ những cái vùng mắt, vùng trán hay vùng dãy mũi má mà không cần phải dùng đến kỹ thuật xâm lấn. Cũng không cần phải qua spa và thẩm mỹ viện mà chúng ta có thể làm ngay tại nhà được. Thì ngay bây giờ đây thì em Huế sẽ test trực tiếp cái bộ sản phẩm mà thần thánh hiện nay ở tại Hàn Quốc, và nó là một trong những cái sản phẩm hot trend cho các spa và các thẩm mỹ viện năm 2020, để cho các chị có thể trải nghiệm cũng như là cảm nhận được rõ cái sự thay đổi trên gương mặt của em ngay khi mà em test cái sản phẩm này. Đây là gương mặt của em đã làm sạch rồi, và bây giờ thì em sẽ lau lại mặt một lượt, sau đó thì em sẽ trực tiếp hướng dẫn các chị cách sử dụng cái bộ V-Line Magic Therapy của tập đoàn dược mỹ phẩm Dexembu một cách hiệu quả nhất nhá, và đúng theo chuẩn của spa và thẩm mỹ nhé các chị nhá. Nếu như chị nào đã sử dụng cái bộ V-Line Magic Therapy này rồi thì các chị sẽ thấy rằng là khi mà sử dụng thì cái hiệu quả của nó các chị sẽ thấy ngay lần đầu tiên, chúng ta sẽ không phải chờ lâu, và đặc biệt là cái này có một cái ưu điểm là nó sẽ xử lý được cả những cái nếp nhăn ở vùng mắt. Một điều mà những cái phương pháp khác như là tiêm chỉ hay là cấy chỉ hay là những cái phương pháp tiêm những cái chất làm đầy nó sẽ hạn chế, không làm được những cái việc đó. Cái bộ V-Line này thì nó gồm có một cái sản phẩm, đây một bộ một hộp như thế này. Nó gồm có một chai gel vàng 24K 110ml, 14 ống chỉ vàng nano và một cái thanh định hình như thế này. Cộng với lại một cái mặt nạ, hộp mặt nạ 500g của cái mặt nạ định hình. Thì ngay bây giờ thì em sẽ test lần lượt từng bước để giúp cho các chị có thể hiểu rõ được cái cách làm cũng như cái hiệu quả của sản phẩm V-Line Magic mà em ấy đang giới thiệu cho các chị. Chúng ta sẽ massage mặt. Sau khi làm sạch mặt xong, các chị sẽ để một ít gel vàng ra tay như thế này, và chúng ta sẽ massage mặt nhé. Chúng ta massage đến khi nào mà các chị thấy rằng là cái gương mặt của các chị nó có một cái, đây, nó bám vào sản phẩm và nó không còn bóng lên trên vùng mặt nữa thì các chị sẽ dừng lại. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ hai. Massage thì các chị lưu ý cho em là các chị sẽ massage theo cái chiều nâng cơ giúp em Huế. Chúng ta sẽ massage theo cái chiều nâng cơ giúp em. Massage từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài theo cái chiều nâng cơ nhé các chị nhé. Đặc biệt là chúng ta sẽ tập trung ở phần rãnh râu, tức là cái phần mà rãnh mũi má này này. Đó. Và cái phần khóe miệng là cái phần mà vùng cơ hay hoạt động nhất. Còn nếu như ai mà bị những cái phần lọng cằm nhiều thì chúng ta sẽ massage xuôi xuống cái phần lọng cằm này, để giúp cho cái vùng mặt của các chị nó sẽ được trẻ hóa và thon gọn trở lại. Đây. Đó. Mục đích của cái gel vàng này sẽ giúp dẫn những cái ion âm vào trong sâu trong da và giúp thúc đẩy những cái chuyển hóa ở hệ bạch huyết của da. Đó, cấp ẩm sâu cho da và dẫn những cái chất của cái sợi chỉ vàng nano vào sâu trong cái vùng trung bì của da. Bởi vì lớp trung bì là lớp mà nó sẽ quyết định cái vấn đề da của chúng ta nhăn hay là da của chúng ta cong, nó ở lớp trung bì của da nhé các chị nhé. Ở đó thì nó sẽ có những cái sợi collagen và elastin, và cái sản phẩm này nó sẽ bổ sung đầy đủ những cái sợi collagen và elastin bị thiếu hụt hàng ngày ở vùng da của các chị, giúp cho vùng da của các chị nó được căng bóng và trẻ trở lại. Đó. Sau khi massage xong tầm khoảng 10 phút, khi mà vùng da của các chị nó đã khô rồi thì chúng ta sẽ lấy đến cái sợi chỉ vàng nano. Cái chỉ vàng nano này nó là một ống, và cái chỉ vàng nano này thì nó sẽ có một phần là nó sẽ nằm ở trên da để nó cố định toàn bộ cái vùng da của các chị, nó kéo căng toàn bộ những cái nếp nhăn hay là những cái vùng da của các chị lên. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ có một phần nó sẽ xuyên sâu xuống lớp biểu bì.
ở lớp trung bì của các chị để nó tăng sinh lại những cái sợi collagen elastin. Nó giống như một cái sợi dây kết nối lại những cái vùng collagen và elastin bị trùng nhão và chảy xệ của các chị. Nó sẽ làm nâng toàn bộ những cái vùng cơ bị chảy xệ trùng nhão và căng lại những cái phần nếp nhăn đã hình thành ở trên gương mặt của các chị, đồng thời ngăn ngừa hình thành những cái nếp nhăn mới. Thì sau khi sử dụng một cái bộ sản phẩm này, các chị sẽ thấy rằng một liệu trình 14 lần, cứ 3 ngày các chị làm một lần, thì các chị sẽ thấy là toàn bộ vùng da mặt nó sẽ có cái sự thon gọn, trẻ trung, và cái thứ hai nữa là nó sẽ căng bóng trở lại nhé các chị nhé. Chúng ta sẽ bỏ cái chỉ ống chỉ vàng nano này ra và chúng ta sẽ bắt đầu làm thực hiện theo cái hình zig zag giúp em. Đó. Chúng ta sẽ làm từng mặt một. Sau đó thì các chị một bên các chị giữ cái phần tay này lên cho em. Một bên thì chúng ta sẽ kéo, bắt đầu kéo ngược cái sợi chỉ vàng nano này. Chúng ta sẽ kéo để làm sao cho cái chỉ vàng nano này một cách căng nhất nhé các chị nhé. Đây, phần râu rồng đây, hay còn gọi là rãnh mũi má. Đấy, rồi là phần nếp nhăn ở quanh vùng mắt. Các chị sẽ kéo căng tối đa cho em. Một tay giữ, một tay sẽ kéo như thế này. Đó. Kéo cho đến khi nào mà chúng ta thấy là nó không còn độ trơn ở trên chổi nữa thì các chị sẽ dừng lại nhé. Chúng ta sẽ kéo theo chiều từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Sau khi mà làm thì các chị đã thấy là bên mặt này của em so với bên mặt này nó đã lệch rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đây là em chưa kéo hết đâu, em chưa kéo hết lên trên vùng mặt này đâu. Nhưng các chị đã thấy rõ là cái vùng mặt bên này so với bên này nó đã khác hẳn luôn. Đó, các chị đã thấy, nhìn thấy rất là rõ cái hiệu quả của sản phẩm đúng không ạ? Đây, em sẽ dừng lại và em sẽ chụp ảnh để cho các chị thấy so sánh giữa hai bên nhé. Rồi, ok. Bên này là em đã làm, còn bên này là em chưa làm. Thì bây giờ em sẽ làm tiếp bên này nữa để cho gương mặt của em nó được cân chỉnh đều. Đó. Tiếp theo, sau khi làm bên này rồi thì các chị so sánh là hai bên nó đã khác nhau. Thì bây giờ em tiếp tục em làm ở bên này nữa nha các chị nhé. Chúng ta sẽ làm từng điểm một, chúng ta sẽ làm vi điểm từng điểm một, chứ chúng ta không làm liền một lúc bôi cái chỉ này quanh mặt liền một lúc đâu ạ. Đây,
thì các chị lại lấy cái tay này, các chị giữ ở trên này cố định, sau đó lấy tay bên này các chị vuốt lên cho em, vuốt theo cái chiều mà xuôi, theo cái chiều nâng cơ giúp em nhé, kéo căng hết cái vùng da lên, làm tương tự như bên kia. Các chị cứ vuốt đến bao giờ mà cái chất keo nó bắt đầu nó khô lại và mình không đi chổi được nữa thì các chị sẽ dừng lại. Rồi. Bây giờ thì các chị đã thấy là hai bên đã không còn lệch nhau nữa đúng không ạ? Bây giờ các chị đã thấy là hai bên đã không còn lệch nhau nữa. Không còn lệch nhau nữa và bây giờ thì tiếp theo, cái bên này nó đang cứng lại trước, còn cái bên này thì nó đang trong cái quá trình nó khô và nó sẽ cứng lại. Lúc này thì em sẽ hạn chế nói để cho cái vùng mặt của em được cố định. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái phần vùng trán, nếu như các chị có nếp nhăn ở vùng trán nhiều thì các chị sẽ sử dụng như cho em ở vùng trán này nhé. Các chị cứ vuốt ngược theo cái hình xương cá lên cho em. Em làm hết một bộ rồi nên bây giờ gần như là mặt của em nó không còn nếp nhăn nữa. Đó. Sau khi vuốt ngược xong thì chúng ta sẽ để cho em khô khô một chút để toàn bộ cái vùng gel này nó sẽ định hình lại toàn bộ cái gương mặt của các chị, và các chị sẽ thấy rằng hiện tượng là khi mà cái gel này khô á thì vùng mặt của chúng ta nó sẽ cứng lại. Lúc đấy thì các chị sẽ hạn chế, chúng ta sẽ không nói, không cười và không cử động cơ mặt. Đây là em đang nói chuyện với các chị thì em mới cử động cơ mặt, còn nếu như bình thường là sẽ giữ nguyên như thế này và chúng ta sẽ không có nói cười và cử động cơ mặt gì hết nhé các chị nhé, để cho nó căng tối đa toàn bộ những cái nếp nhăn ở vùng mắt, ở vùng rãnh mũi má và cái vùng dưới cái phần ria mép này cho em. Đó, còn nếu như chị nào mà bị cái nếp nhăn ở cái phần này này thì các chị cho một ít vào đây xong các chị vuốt ngược lên đây cho em. Em thì không bị. Đấy, các chị cho lên cho chị vuốt ngược lên đây cho em. Mình sẽ vuốt ngược như thế này. Đó. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ một chút để cho toàn bộ trên cái vùng tất cả những cái sản phẩm keo này nó khô lại ở trên gương mặt. Sau đó thì chúng ta đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng thêm một lớp gel trước cái lớp mặt nạ định hình nhé các chị nhé. Sau khi mặt cái chỉ vàng nano đã khô ở trên bề mặt rồi thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ massage thêm cái gel vàng 24K này. Đây là 100% chiết xuất từ lô hồi Úc và vàng nano, tinh thể vàng nano nhé các chị nhé. Thì chúng ta sẽ massage ở trên bề mặt trước khi mà chúng ta sử dụng cái mặt nạ định hình. Đó. Không massage mà các chị chỉ tầm lúc này là các chị chỉ có bôi thôi. Chỉ có bôi một lớp lên thôi, không cần phải massage thêm nữa. Đó. Sau khi bôi lớp gel vàng 24K lên rồi thì chúng ta đến bước thứ cuối cùng, bước thứ ba. Đó là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bát và một cái chổi này để chúng ta lấy cái mặt nạ. Cái mặt nạ định hình này của nó là 500g. Đây, 500g và nó sẽ có cái thìa ở trong này để cho giúp cho các chị có thể lấy, mỗi một lần thì các chị lấy cho em một thìa này nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ trộn với một thìa nước. Hoặc nếu như các chị muốn lỏng hơn thì các chị có thể trộn với 2 thìa nước. Ta sẽ lấy một thìa như thế này, cho vào miếng cái bát. Đó. Ok. Sau khi cho xong thì chúng ta sẽ lấy một cái lượng nước tương đương với cái này để chúng ta hòa tan cái mặt nạ này.
Chúng ta sẽ hòa cái mặt nạ này thành những cái bột sệt sệt như thế này nhé các chị nhé. Sau khi nó tạo thành những cái bột dung dịch như thế này, sệt sệt như thế này rồi thì ta sẽ bôi lên trên mặt theo chiều hướng từ dưới lên trên cho em. Bây giờ thì chúng ta sẽ để nguyên gương mặt như thế này cho cái mặt nạ nó khô tầm khoảng 15 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ bóc mặt nạ đi và chuẩn bị những cái bước tiếp theo nhé các chị nhé. Sau khi mặt nạ đã khô được khoảng 15 phút thì bây giờ thì chúng ta sẽ bóc mặt nạ ra nhé các chị nhé. Đó, cái mặt nạ này nó rất là dễ bóc. Khi mà bóc ra thì ở cái mặt nạ này nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ định hình lại toàn bộ những cái vùng mà chỉ vàng nano đã tác động vào vùng da của các chị trước đó. Và ngoài ra thì cái mặt nạ này thì nó có một cái chất keo để giúp kéo dài cũng như là duy trì cái sự đàn hồi ở trên da của các chị. Tiếp theo nữa thì cái mặt nạ nó sẽ có một cái tác dụng đó là nó sẽ lấy được hết những cái da thừa, những cái bã nhờn ở trên cái vùng da của các chị và những cái chất thải ở trên vùng da để thải những cái độc tố ở trên cái vùng da của các chị. Nên sau khi đắp mặt nạ này xong thì các chị sẽ thấy là da nó rất là trắng và căng bóng. Những cái lớp tế bào chết nó cũng sẽ được cuốn theo cái mặt nạ này luôn. Nên chúng ta làm cái liệu trình V-Line này thì các chị sẽ không cần phải sử dụng thêm cái tẩy tế bào chết nữa các chị nhé. Các chị cứ bóc thứ tự lần lượt cho em. Chúng ta có thể sử dụng hai thìa để cho nó dày cái mặt nạ lên. Thì khi mà sử dụng hai thìa thì các chị sẽ thấy rằng cái mặt nạ nó dày hơn và bóc sẽ dễ hơn. Ở đây em để giới thiệu nên là em muốn cho mặt nạ nó khô nhanh thì em sử dụng một thìa. Còn nếu như chị nào ở nhà thì các chị có thể sử dụng hai thìa mặt nạ này nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta có thể là như cái này của em thì em sẽ lau qua một lớp nước để giúp cho cái mặt nạ đấy nó sẽ sạch hơn. Tại vì do là em ngồi em test cho các chị, em đắp hơi nhiều. Đó. Ta sẽ lau sạch mặt đi. Và sau khi lau sạch mặt xong rồi thì bước cuối cùng các chị sử dụng cho em cái chai gel là xong nhé các chị nhé. Sau khi mà các chị đã lau xong toàn bộ những cái mặt nạ ở trên cái gương mặt của các chị sạch như thế này rồi thì chúng ta thấy là cái da của chúng ta nó vẫn còn cái độ căng. Da vẫn còn độ căng thì tiếp theo là chúng ta sẽ làm vào ban đêm lên. Cái bước cuối cùng là các chị sẽ lấy cho em Huế một chút gel như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ bôi lại trên toàn bộ cái bề mặt da của các chị. Sau đó thì chúng ta sẽ bôi và chúng ta không có massage như cái lúc đầu nữa. Chúng ta bôi xong rồi chúng ta sẽ đi ngủ luôn. Chúng ta sẽ vỗ nhẹ để cho cái gel nó thẩm thấu vào da. Sau đó thì hóa những cái lớp dưỡng chất ở dưới và chúng ta sẽ đi ngủ. Đó. Tránh cử động cơ mặt trong cái lúc này nhé các chị nhé. Tránh hoàn toàn cái việc mà nói cười và cử động cơ mặt để cho nếp nhăn của các chị nó được căng lên một cách tối đa nhất. Rồi ok. Đó. Như vậy là đã xong toàn bộ những cái quy trình 3 bước đơn giản ở trong cái bộ V-Line Magic Therapy mà của em Huế đã giới thiệu và hiện nay đang rất là nhiều những cái spa và các thẩm mỹ viện đang áp dụng trong cái liệu trình mà trẻ hóa xóa nhăn bằng những cái kỹ thuật không xâm lấn. Và bây giờ thì các chị có thể đặt hàng ở tại đây. Đó, đây.
cái bộ nó sẽ như thế này và giúp cho các chị có thể trẻ hóa được toàn bộ gương mặt của các chị. Thực ra thì thanh xuân, để mà lấy lại được cái tuổi thanh xuân của chúng ta thì chúng ta sẽ phải bỏ ra những cái chi phí không hề rẻ. Nhưng hiện nay thì bên em đang ưu đãi nên là chúng ta có thể sử dụng cái bộ sản phẩm này để giúp trẻ hóa lại toàn bộ vùng mặt của các chị và giữ được từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi các chị nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.